19 giờ tối, phóng viên chúng tôi theo chân lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thành phố Huế thực hiện công tác tuần tra, xử lý nồng độ cồn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Qua kiểm tra xử lý, ghi nhận rất nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Hầu hết, người vi phạm đều có những hành vi, lời lẽ chống đối, không hợp tác, kéo dài thời gian, khiến tổ công tác gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là trường hợp này, từng bị xử phạt vì lỗi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tối 20 tháng 1, người đàn ông này đã lần thứ 3 tái phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản, thì người đàn ông này có những lời lẽ chối bỏ hành vi, thái độ không chịu hợp tác. Các bạn ở đó, các bạn làm nhưng mà xét rất nhưng thôi, các bạn này đó, các bạn ở đó đi. Con biết, thứ ba anh phải chịu không bán. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua máy đo số 880871. Sau gần 2 tiếng tổ chức tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành lập biên bản với rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Người đàn ông này liên tục sử dụng chiêu trò khi lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn. Tại trụ sở, 4 đồng chí công an thay phiên phân tích, chỉ dẫn cách thổi. Thế nhưng, chiêu trò vẫn được người đàn ông này áp dụng, hòng qua mắt được lực lượng chức năng. Lời lẽ chống đối, sử dụng chiêu trò để chối bỏ hành vi vi phạm. Cuối cùng, bằng sự bình tĩnh cùng sự cứng rắn của lực lượng chức năng, những hành vi vi phạm đều đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những hành vi chống đối, có nhiều người vi phạm cũng dần ý thức được hành vi sai trái của mình. Tôi nghĩ thì những cái sự việc này thì xử lý là rất tốt, bởi vì để có như đừng gây tai nạn với người khác. Đó là một cái vấn đề có như công an làm phải là có như rất tốt rồi. Thì trong cái cả cuộc cuối á, thì tôi cũng nên khuyên mọi người á, là có như nên đi cả rác để cho an toàn tính mạng của mình và tính mạng của mọi người xung quanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn, thì có những trường hợp là người vi phạm có cái thái độ bất hợp tác, có hành động thiếu kiềm chế đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng mà lực lượng làm nhiệm vụ đã hết sức bình tĩnh giải thích về hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng họ là cố tình không thực hiện theo những yêu cầu của lực lượng dẫn đến những khó khăn vướng mắc, nhưng mà lực lượng đã bình tĩnh đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm